Xin chào các bạn và các anh chị em thân mến. Ở video hôm nay thì xin mời tất cả các bạn cùng Ngọc tham quan làng cà phê Aeon ở đảo Jeju của Hàn Quốc nhé. Khu vực này là nằm ở phía tây của đảo Jeju. Có được nhiều nơi là còn gọi thêm cái tên là y như là Hawaii của Hàn Quốc vậy đó. Vì Ngọc là bán quán cà phê cho nên là cái quan tâm nhất của Ngọc đi đến đâu cũng vậy hết trơn, nó vẫn là những quán cà phê xinh đẹp. Cho nên hôm nay là sau khi buổi sáng mà đi du lịch xong hết rồi á, thì đưa cả nhà về nơi khu nghỉ dưỡng, Ngọc cùng con gái là đi đến đây để tham quan khu vực này cho biết. Khi mà nói đến đảo Jeju á, thì ai cũng biết nơi đây có rất nhiều quán cà phê rất đẹp và nổi tiếng. Đặc biệt là ở khu vực Aeon đất này á, thì hội tụ tất cả những quán cà phê mà nổi tiếng. Cho nên là đi đến đây thì quán cà phê cứ nằm sát sát nhau rất là nhiều luôn. Những con đường mòn đi dọc quanh biển rất là đẹp. Đa số là những quán cà phê ở đây, cái view mình đều là nhìn ra biển hết. Một cái quán cà phê thì rất nổi tiếng về ban đêm, có những ánh đèn lấp lánh nè. Còn có khu thì mình có thể chụp ảnh mà khu vực hoàng hôn với biển rất là đẹp luôn. Bây giờ tất cả các bạn hãy cùng Ngọc đi tham quan cái khu vực làng cà phê này nhé. Xem có nhiều quán cà phê như thế nào và đẹp ra sao. Vì sao lại nổi tiếng đến như thế? Thank you.
trở về khách sạn. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ đi bên ngoài nắng nóng quá thì bây giờ là quay về khách sạn để cùng nhau, để cùng ăn bữa tối nữa. Ở khu khách sạn này rất là rộng lớn luôn. Tổng cộng thường thường là mỗi một khu như vậy là có 2 tầng, mình có thể mướn riêng từng tầng một, nhưng mà vì nhà Ngọc đông người cho nên muốn lương cả 2 tầng về cho nó rộng rãi. Lúc nãy khi mà đi chơi ở làng cà phê thì chỉ có 3 người đi thôi, còn những người còn lại, nhất là nam giới nè với lại trẻ con á, là đều ở lại khách sạn. Trẻ em thì không có thích đi quán cà phê mà đòi ở lại khách sạn để bơi lội cho mát mẻ. Khách sạn này rất là rộng lớn, nhiều khu. Cái cửa lúc nãy Ngọc vào chỉ là cửa phụ thôi. Khách sạn này cũng nằm xa trung tâm một chút, vì gia đình Ngọc muốn tìm một nơi thoáng mát này, vắng vẻ và yên tĩnh nữa, cho nên là đã chọn nơi này. Nhìn xung quanh thì cây cối xanh tươi này, lại yên tĩnh, không có cái xe cộ nhiều nữa. Vì thật sự là muốn tìm một nơi để mà ăn dưỡng cho thật là yên tĩnh, nói chung là muốn tránh khỏi cái bầu không khí mà quá đông vui nhộn nhịp xe cộ đó. Mà ban ngày thì đi chơi thì đã đông đúc rồi, tối về nghỉ ngơi thì muốn tìm một nơi cho thật là yên tĩnh. Ô, 잘한다. 오. 잘했어요. 잘했어. 오케이, 너도 하자. 엄마 왔다. 너도 엄마 불러. 엄마 보라 그래. 무경이 수영하는 거 보세요. 비디오 찍어줄게. 영상. 성공인지 합격인지 실패인지 한번 봅시다. 찬설모아.